Và đêm qua, theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Washington DC của Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của mình trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, dù số lượng người tham dự chỉ bằng hơn một nửa so với buổi lễ nhậm chức lần đầu năm 2009. Tổng hợp của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 800.000 người dân cùng quan chức và khách mời, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, Tổng thống Obama đã kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết lại để vượt qua tình trạng bế tắc chính trị hiện nay. Lúc này mọi quyết định là ở chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận sự trì hoãn. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa những nguyên tắc tối thượng với những trò chơi chính trị được biện luận là cuộc tranh luận hợp lý. Chúng ta phải hành động. Chúng ta phải hành động, nếu không sự nghiệp của chúng ta sẽ không hoàn tất. Thủ đô Washington DC hôm nay ngập tràn trong không khí lễ hội. Nhiều người đến đây từ những bang rất xa, không phải chỉ để tham dự một sự kiện lớn của nước Mỹ, mà còn để thể hiện sự ủng hộ và chia sẻ đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Điều quan trọng là không thể để đất nước này bị chia rẽ như vậy. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước, phải đoàn kết lại với nhau. Đó thực sự là thách thức đối với Tổng thống để gắn kết mọi người lại. Tôi không rõ là Tổng thống có thực hiện được hay không, nhưng mọi việc giờ đang dồn lên đôi vai của ông ấy. Tôi nghĩ bài phát biểu thật tuyệt vời. Tổng thống đã đề cập đến tất cả các vấn đề quan trọng của đất nước lúc này. Thật tuyệt vời khi Tổng thống nhắc đến những đứa trẻ ở Newtown và những gì đã xảy ra ở đó. Ông nói đến việc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, chấm dứt việc mình nghĩ thuộc đảng phái nào mà phải nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho đất nước trong lúc này. Tôi cho rằng tất cả những người tham dự ở đây đều chia sẻ điều đó. Giờ là lúc phải gắn kết lại để có được kết quả tốt nhất. Những mối quan tâm của người dân Mỹ đã phần nào phản ánh những thách thức mà Tổng thống Obama đang phải đối mặt. Đúng như ông đã khẳng định trong bài phát biểu của mình, con đường phía trước của nước Mỹ vẫn còn đầy chông gai. Với thông điệp đoàn kết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của mình với nhận thức rõ ràng rằng phía trước ông đang có một thách thức to lớn, đó chính là sự chia rẽ nội bộ sâu sắc mang tính đảng phái đang đe dọa cản trở các bước đi của ông. Chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rõ ràng, mong đợi của người dân cũng đã được thể hiện. Song việc triển khai chương trình nghị sự ấy cũng như đáp ứng được mong mỏi của người dân trong 4 năm tới không phải là điều dễ dàng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bối cảnh này. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.